cho cái ở hạng Open rất đông. Có 7 thí sinh. Sẽ là một cái hạng thi rất là cạnh tranh, rất là khắc nghiệt, tương tự như là hạng Open của Châu Đức. Giám khảo kiểm tra răng của từng con. Anh ơi, thí sinh 40. Bây giờ em hỏi nhá, con này của anh là số anh bao nhiêu? Con này là TK, số ba anh không biết nhưng mà áo của thân con là 53. Đúng rồi, 53. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đấy là vừa đấy là được quen của anh ơi, gọi đi, gọi chó đi. Tập trung vào sông. Số ba danh 47. Trong thời gian giám khảo kiểm tra răng cho từng con thì chúng ta sẽ ngắm từng con một. Bốn mươi một, số bao răng 48. Số bao răng 50. Em 50 này có cái quảng ngực rất đẹp. Giám khảo vẫn đang kiểm tra răng thì chúng ta lại ngắm tiếp những con chó đã kiểm tra răng xong rồi. Năm mươi, 48, 41 và còn 40. Còn 40 kia thì nghe thấy bảo phát nhầm số báo danh, lẽ ra là nó số báo danh 53. Từ chậm chậm lên đằng trước đã. Anh che con mắt á. Anh mới thấy nè. Anh đi bấm vô con mắt nữa. Ủa, tôi bấm mắt anh đánh đau. Quay đằng kia, quay đằng kia. Quay đi. Quay em nhiều quá. Ê, nó như thế, như thế, chạy đi, chạy đi. Không nào có mặt. Mỗi sâu nó một phong độ chứ. Gọi nó đi, gọi nó đi. Số báo danh 52. Đây, sâu này, sâu. Kìa, bao nhiêu giám khảo ở đằng sau hot boy. Rồi, đẹp rồi. Thế này thì nhìn ngang không nhìn được mặt nó. Năm tư, cao bồi miền Tây. Đây ông xiên đi để tôi để cho nghiêng quả này là làm avatar là tuyệt vời luôn. Bởi vì bây giờ nắng nó đang vừa đẹp. Nắng nó đang vừa đẹp. Được, tuyệt vời. Hơi xiên một tí nữa để chụp chéo góc con chó như Tây ấy. Đấy, ngang ngang hẳn. Giám khảo sẽ tiến hành đo.
chiều cao của từng con chó. Đừng gọi. Đây đang có rất khó sâu. Anh cho một quyền uống ít thôi, không nó cũng chạy được đâu. Sâu luôn theo kiểu như thế luôn, sâu luôn theo kiểu dây dài, lùi lại tí cho chủ nó gọi. Đấy, kiểu thế, sâu luôn kiểu thế cho nó máu. Anh chạy một vòng đi. Gọi. Lại. Ê. Hơi cao một phần. Ừ đúng rồi đấy. Nhà tôi cũng có những con chó như thế, mà không quay thì thôi, cứ quay nó quay lại mặt đi. Đấy tôi cứ để nguyên đấy, ông cứ chỉnh đi. Con kia kia sao? Sao? Con khả năng con kia sẽ thấp 48 mà. Ông để mức bao nhiêu? Con này ngon nào con? Đây nha, ông sâu cho chủ nó gọi đi. Tôi đặt ở góc đằng này cho nó đúng chuẩn hướng của nó luôn. Dạ, dạ. Đúng rồi, cho nó đỡ cuồng, cho nó đỡ thừa sức. Bây giờ nó đang thừa sức, đang dư sức, đang sung quá, nó không yên được. Mua cái điện thoại bao mấy triệu chỉ đẹp. Không xoay được. Con này mắng lông rực. Hơi ngược nắng. Số 54. Số 52. Số 51. Bây giờ quay người dắt chó với chủ chó là chính. Chó ngắm nhiều quá rồi. 50. Không nhàm đâu. Với những người thích chó thì có ngắm cả ngày, xem đi xem lại một con chó chứ. Số 47. Con chó đầu tiên đã bước vào phần thi riêng. Chạy đi anh. Là con chó mang số báo danh 40. Thí sinh 47.
với phần thi riêng. Tiếp theo thí sinh 48. Sâu trước đã. Hơi ngược nắng. Thí sinh 50 chuẩn bị. Thí sinh 48 thực hiện nốt phần thi. Phần thi riêng. Phần thi riêng của thí sinh số 50. Phần thi riêng của thí sinh số 31 năm mốt. Phần thi riêng của số bờ danh 52. Con này chạy rất tốt. Số bao danh 54. Đây là số bao danh thí sinh thi riêng cuối cùng. Cầm đã. Thế cho em ngồi nhá. Đi à. Mẹ biết thế tối qua lấy cưa mẹ hai chân. Ôi. Just color, just okay. Con này màu mảng quá đẹp đấy chứ. Không, nó mịn một tí trên lưng. Lai phòng. Tiếp tìm bó. Cao bồi miền Tây đã ngoài lên. Đến ngày đó đứng đây. Đứng ngay cái đầu cua. Không, đứng ngay đâu có chạy đâu. Đứng để xếp xếp hàng đã. Rồi ok, đợi chứ. 47. 47 bao nhiêu? Đâu, em dẫn đi.
gọi đi chủ đâu? Chủ đây đây đây. Qua lượt thi đầu tiên thì xếp hạng sơ bộ đang là con 54 ở vị trí số 1, con 47 ở vị trí số 2, con 52 ở vị trí số 3, con 40 ở vị trí số 4, 50 ở vị trí số 5, 48 và cuối cùng 51. Đây là cái xếp hạng tạm thời thôi. Junior số danh 24 và Intermediate số danh 33 mà chờ ở ngoài để tranh CC, CC cái. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ê, gì ạ? Sau một vòng chạy thì thứ hạng đã có sự thay đổi một chút. Con 40 vươn lên vị trí thứ 3. Giám khảo đưa ra rất nhiều cơ hội cho các anh chị trình diễn. Vòng chạy thứ 3, còn cái số 54 vẫn ở vị trí dẫn đầu. Rất nhiều cơ hội cho anh chị trình diễn. Còn 40 vươn lên vị trí thứ 2. Vị trí thứ 3 là con 52. Chúng ta dừng lại và sâu dáng chó. 47 ở vị trí thứ 4. Lần lượt 50, 48 và 51. Số 50 lên vị trí thứ 2. 40 lùi xuống ạ. Chúng ta sẽ chạy thì vẫn đến khúc cua đó, đi bộ đến khúc cua đó và bắt đầu tăng tốc. Đi chậm đến khúc cua đó mà chạy. Đi, 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 đi cùng với nhau, đi cùng với nhau đi. Đi bộ cùng với nhau đến khúc cua và bắt đầu tăng tốc. Chéo góc. Còn 50 đã tiến lên vị trí số 2. Ở vòng chạy thứ 4 thì con số báo danh 54 vẫn giữ vị trí số 1, con 50 vươn lên vị trí số 2, con 40 ở vị trí số 3. Tiếp theo là 52, 47, 48 và 51. Ông chọn sau khi các vòng thi ông sẽ chọn số 54 là hạng nhất của Open cái thi chung của anh. Như vậy con thắng ở hạng Open này là con 54 với Handler dắt Cowboy Hoàng Giang. Đây là con chó mà được tôi quay kỹ nhất trước phần thi. Thứ hai về số 50, xin chúc mừng. Đây là chủ của con chó. Còn về vị trí số 2 là con số 50. Một cái vòng thi rất là khác biệt. Và con ở vị trí số 3 là con 40. Vòng thi tranh Best Female CC Cái.